Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em và mẹ em nấu một món là cá ngọt và cá ô nấu ngọt và cá rau muống xào tỏi ạ. Rồi, bây giờ mời các anh chị và các bạn cùng xem nhé cả nhà. Đây, cá ngọt thì mình cá ô thì mình đang đang bắt lên nấu đây cả nhà, đang nấu nồi cá kho ngọt ạ. Nước sâu rồi mình bỏ cá vào ạ. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Bây giờ mình bỏ cá vào nhé cả nhà. Lượng của thông báo được đặt thành 0%. Bây giờ bắt đầu mình nêm ạ. Nêm bột ngọt và bột ngọt và đường muối đây, bỏ gia vị hết sẵn rồi. Đây cá đây nhé cả nhà, đây là người ta kêu cá ô, bảy ở chỗ em bán rất là rẻ, 7.000 một con cá. Đây nhé cả nhà, bây giờ bỏ ớt vào cho nó ngon. Lượng của thông báo được đặt thành 0%. Bắt đầu nước sâu rồi. À, bà chung. Rau rồi. Tạm dừng phím. Đây nhé cả nhà, còn bên đây là rau muống xào tỏi ạ. Cá ô, cá kho ngọt ăn với rau muống xào tỏi ạ. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Rồi, cá gần chín rồi nhé cả nhà. Muốn cá ngọt, cá ô kho ngọt và rau muống xào tỏi của mình chấp thành công ạ. Bây giờ chờ khoảng 2 phút nữa rồi bắt đầu mình sẽ làm thành công hai món nha cả nhà. Rồi bây giờ xích tỏi để mình xào xào rau ạ. Xích đôi tỏi xong rồi để mình xào rau cho nó ngon ạ. Xào rau tỏi có và tối với dầu và mắm muối bột ngọt, bỏ tối vào. Tạm dừng phím. Rồi bây giờ bắt đầu nhấc cá xuống nhé cả nhà. Đây nhé cả nha, bây giờ mình chế dầu vào và chảo rồi bắt đầu mình xào rau muống xào tỏi ạ. Đó, nó nóng lên rồi mình bỏ rau vào. Đây bỏ ra vào nhé cả nhà. Rồi bỏ tỏi và rau vào. Rồi rất là ngon rồi.
Rồi, rất là ok. Chả gì nữa. Hử? Chả đá vô âm luôn. Mình bỏ cà vào âm luôn nhé cả nhà. Chị đang muốn chả tỏi và cà luôn. Thấy rất là ngon. Rồi bây giờ mình có đậy nắp lại. Rồi bây giờ đậy nắp lại nhé cả nhà. Rồi đậy nắp lại chờ một tí rồi chị dơ ra. Rồi chờ 2 phút rồi mình dơ ra nhé cả nhà. Rồi lúc đó mình trộn ạ. Nên cái đó như thế nha. Rau muống này là rau muống ngọt nhé cả nhà. Xào sống cho nó ngọt ạ. Cặp lại. Rồi bây giờ chờ 3 phút mình sẽ dỡ ra mình trộn nhé cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình nêm mắm, giờ ra mình nêm mắm vào. Rồi, cho mắm vào. Có bỏ ớt không?